Kính chào quý vị khán giả. 7 ngày tới, thời tiết Trung Bộ chủ đạo sẽ là nắng, còn Tây Nguyên thì vẫn tiếp tục nắng nhiều. Rét đậm rét hại diện rộng sẽ chấm dứt ở phía Bắc của Trung Bộ từ ngày mai khi mà trời chuyển nắng. Thanh Hóa tới Huế nhiệt độ có thể tăng lên, cao nhất là 21 đến 23 độ C. Đà Nẵng tới Phan Thiết thì cũng có nắng vào trưa và chiều mai, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức 26 đến 30 độ C, nhưng vẫn ở ngưỡng dễ chịu. Thời tiết nắng đẹp rất thích hợp cho các kế hoạch du lịch của quý vị. Tại thị trấn Khe Xanh hướng Hóa Quảng Trị, rừng Phong Hương đang vào mùa đổi màu lá, phong cảnh đẹp ngỡ ngàng như ở trời Âu. Dự báo 5 ngày tới, trời nắng vừa phải, nhiệt độ tăng dần từ 22 lên 28 độ C. 2 ngày tiếp theo thì nắng nhiều hơn và có thể hơi nóng vào buổi trưa và chiều, với nhiệt độ cao nhất là 30-31 độ C. Thời tiết cũng ủng hộ các du khách đến với Quảng Ngãi trong tuần này. Dự báo nắng sẽ lên đều đặn mỗi ngày với nhiệt độ cao nhất khoảng 26 đến 30 độ C. Chỉ lưu ý nhỏ buổi đêm và sáng sớm 5 ngày tới trời có thể lành lạnh 20 đến 22 độ C. Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã thuộc thành phố Quảng Ngãi sẽ là một trong những điểm đến lý tưởng với phong cảnh hữu tình bên cầu Cổ Lũy, bắc ngang dòng sông Trà Khúc. Với Tây Nguyên thì trời sẽ mỏng mây và có nắng từ sáng đến chiều mai, nhưng nhờ lợi thế địa hình cao, không khí ở đây vẫn thoáng đãng. Nhiệt độ các thành phố Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, Kon Tum không quá 30 độ C. Nắng sẽ xuất hiện trong cả 7 ngày tới ở Gia Lai, nhiệt độ cao nhất buổi trưa và chiều là 30-31 độ C. Còn buổi đêm và sáng sớm thì trời rét, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 20 độ C. Dưới tiết trời nắng vàng, những vườn cà phê đang mùa trổ hoa trông sẽ càng đẹp mắt, thu hút khách du lịch tới đây. Khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh thì trời cũng tiếp tục mỏng mây và nắng mạnh trong cả 7 ngày tới. Giữa trưa và đầu giờ chiều, quý vị có thể thấy nóng rõ khi nhiệt độ tăng lên cao nhất là 34-35 độ C. Trở ra phía Bắc, thủ đô Hà Nội dự báo cũng có nắng từ ngày mai và chấm dứt đợt rét hại kéo dài. Nhiệt độ sẽ tăng dần lên, đến Chủ nhật và thứ hai tuần sau thì nhiệt độ cao nhất khoảng 28 độ C. Không khí trước Tết sẽ ấm hẳn lên. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.